Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Tập 14. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tình, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ, điều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 143, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tuấn, thư thứ 6. Thư trước gửi cho thầy Minh Đạo và khoản tiền gửi cho Quang, cũng như thư sau gửi cho Quang đều nhận được cả.
Tôi vốn muốn trả lời ngay, nhưng do trong cuốn Tây Phương Công Cứ phần 6 phương Phật trong Kinh Di Đà bị sót mất 20 chữ Xá Lợi Phất Ư Nhự Ý Vân Hà Hà Cố Danh Vi Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh mà mấy người dạo chánh đều không trông thấy. Quả thật là nghiệp chướng tâm nhãn khiến trở thành tội lỗi lớn lao. Hiện thời đã in riêng một bản gồm 3 trang, đã in được 6.000 bản, đều in theo kiểu để cắt dán vào chỗ bị thiếu, khi in xong sẽ gửi đến. Ở chỗ ông có 2 gói sách, phàm những cuốn tự giữ và đã tặng cho người khác, mỗi cuốn đều dán cẩn thận, hòng khỏi bị tội bỏ sót kinh văn. Sau này khi bạn đính chính ấy được in ra sẽ gửi đi, không phải viết thư nữa. Nói đến tật dịch, hãy bảo mọi người đều cùng ở trong nhà của chính mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Sáng tối đến Phật đường lễ bái bao nhiêu đó lạy và niệm bao nhiêu đó câu. Ngoài ra bất luận đi, đứng, nằm, ngồi và làm hết thảy chuyện trừ lúc viết văn, tính sổ phải dùng tâm ra. Khi làm hết thảy mọi chuyện khác đều nên niệm. Niệm khi ngủ thì nên niệm thầm trong tâm. Nếu áo mũ chỉnh tề, tay và miệng rửa, súc sạch sẽ rồi, niệm ra tiếng cũng được. Niệm thầm hay niệm nhỏ tiếng đều được. Nếu ngủ nghỉ hoặc lúc mới dậy, áo mũ vẫn chưa chỉnh tề, hoặc khi tắm rửa, tiêu tiểu, hoặc đến chỗ không sạch, niệm thầm trong tâm cũng có công đức y hệt như vậy. Nếu niệm ra tiếng sẽ chẳng hợp nghi thức. Ví như đứa trẻ nhớ mẹ, trong suốt một ngày không lúc nào chẳng nghĩ nhớ đến mẹ. Dẫu khi ngủ nghỉ, tắm rửa, tiêu tiểu, há để cho trong tâm hoàn toàn quên mất chuyện niệm Phật. Đã như được vô ngài thì niệm thầm trong tâm cũng vô ngài. Người tuy trí ngu cũng không ai chẳng sợ chết. Niệm Quán Âm có thể được ngài che chở khỏi bị lây bệnh dịch ác nghiệt ấy. Nếu vậy hết thảy mọi người trong một ngày hễ thuận tiện bèn niệm, thì tiếng niệm Quán Âm sẽ vang khắp ruộng đất đường xá. Ông chỉ biết đổi chức Bồ Tát niệm, nếu vậy thì có mấy người niệm được. Ai lại có thể quỳ niệm 500 câu? Pháp niệm Phật thì trước hết là đứng niệm bài kệ tán Phật, rồi niệm danh hiệu, đến câu thứ hai liền đi nhiễu. Nếu là chỗ rộng rãi thì đi nhiễu quanh, chỗ chật hẹp thì đi theo đường thẳng. Nhiễu quanh thì đi từ đông qua nam, sang tây lên bắc. Đi nhiễu thẳng thì từ vách này bước thẳng tới trước, đến vách đối diện lại quay đầu bước trở lại, nhưng cũng cần phải theo quy củ từ đông sang nam, qua tây lên bắc để xoay mình, chứ đừng từ đông sang bắc, sang tây rồi về nam. Đấy gọi là đi ngược phạm lỗi. Kệ hồi hướng trọng lớn vô ngài, đọc bài kệ ấy thì có gì là không được. Nhưng quỳ niệm 500 câu thì chắc chắn không được, do người ta phần nhiều không thể làm như thế được, hoặc làm lâu ngày sẽ thành bệnh. Đang trong cõi đời cực khổ cực ác này, chỉ A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát là đáng nương tựa được. Dạy cho khắp hết thảy già, trẻ, trai, gái hàng ngày thường niệm Quán Âm trong nhà, bảo đảm chẳng gặp tai họa, được nhiều điều tốt lành. Chỉ nên đến niệm trong điện thờ Quán Âm vào buổi sáng và buổi tối. Ngoài ra tùy mỗi người đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể niệm sao cho thuận tiện. Đây quá thật là phương cách thuận tiện nhất. Hàng nữ nhân chịu niệm từ nhỏ, về sau xuất giá
sẽ không bị khổ vì khó sanh. Hoặc lúc cấn thai liền hằng ngày thường niệm, hoặc đến khi sanh nở, hãy nên bảo sản phụ tự niệm Quán Thế Âm Bồ Tát ra tiếng. Những người chăm sóc bên cạnh đều cùng lớn tiếng niệm giúp cho sản phụ. Người trong gia đình ở tại phòng khác cũng có thể niệm cho sản phụ. Dẫu khó sanh đến nỗi sắp chết mà niệm thì chẳng bao lâu sẽ an nhiên sanh nở. Chớ nên nói lõa lồ bất tình, niệm sờ mắc tội. Chẳng biết đấy là lúc không thể làm sao khác được, chứ không phải là có thể cung kính khiết tịnh mà chẳng chịu cung kính thiết tịnh vậy. Chẳng những không có tội lỗi mà mẹ lẫn con đều cùng gieo thiện căn. Người đời thường biết giữ theo lẽ thường mà chẳng biết quyền biến, đến nỗi chẳng dám dùng pháp, không những khỏi khổ mà còn gieo được thiện căn, để rồi phải chịu khổ hoặc bị mất mạng, chẳng đáng buồn sao? Lúc sanh nở vạn phần chớ nên niệm thầm trong tâm mà phải niệm ra tiếng, vì lúc ấy sản phụ phải gắng sức đẩy đứa con ra. Nếu niệm thầm trong tâm sẽ có thể bị bệnh. Dẫu chẳng bị bệnh nhưng công đức niệm thầm yếu nhỏ lắm so với niệm ra tiếng. Người đời nâng vật nặng còn phải dùng tiếng hò reo để giúp sức, huống chi trong khoảnh khắc sanh tử ấy, há chẳng nên tận lực cầu Bồ Tát gia bị ư? Từ trước đến nay quan chẳng biết cõi đời mê tín, người đời thường cho là chẳng được niệm Phật trong phòng sanh. Hơn nữa người niệm Phật chẳng dám bước vào phòng bà đẻ, nên trong văn sao chưa hề nhắc tới. 4-5 năm gần đây mới biết điều tệ này, nên thường nói với hết thảy mọi người, cũng mong cho mẹ con sản phụ được an vui, cũng mong cho con cái do họ sanh ra đều sẵn đủ chánh tính, đều là người lành. Vì thế nói với ông, do tâm lo cho ông trọng chẳng thấu hiểu văn nghĩa, đến nội văn sau đã nhiều lần nói đi, đứng, nằm, ngồi, tắm rửa, tiêu tiểu đều niệm Phật được, mà ông vẫn hỏi tùy theo lúc đi, đứng, nằm, ngồi, lúc bận biểu, lúc rảnh rang, để niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng hay niệm thầm có được hay chăng? Tôi nhận thấy ông chỉ biết quỳ niệm là hữu ích, tức là làm cho đa số mọi người chẳng dám phát tâm niệm. Tam chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Phiền não chính là vô minh, còn gọi là hoặc, tức là chẳng hiểu lý. Chẳng hiểu lý chính là tham, sân, si, lầm lạc khởi lên các thứ tâm niệm chẳng thuận lý. Nghiệp tức là do những tâm sở, tham, sân, si, phiền não mà làm những chuyện ác, giết, trộm, dâm, vân vân. Vì thế gọi là nghiệp. Nghiệp đã thành thì tương lai nhất định phải chịu các thứ khổ báo. Tam đồ, đồ là đường, là nẻo, có nghĩa thông với nhau. Do các ác nghiệp giết, trộm, dâm nên sẽ chịu ác báo trong tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tám nạn cũng có thông, tức là chung, và biệt, tức là riêng. Thông là lục, hạn, tật dịch, vân vân. Biệt là: một, sanh trước khi Đức Phật giáng thế hay sanh sau khi Phật đã nhập Niết Bàn. 2. Vô tượng thiên. 3. Bắc Câu Lô Châu. 4. Thế chí biện thông. 5. Mù, điếc, câm, ngọng. 6. Địa ngục. 7. Ngạ quỷ. 8. Súc sanh. 8 thứ này tuy khổ, vui, trí, ngu khác nhau, nhưng điều cùng khó nhận lãnh sự giáo hóa của Đức Phật, vì thế đều gọi là tám nạn. Viết trong Ngày Lập Thu.
Lá thư số 144, thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tấn, thư thứ 7. Thư và bưu phiếu 6 đồng đã giao cho Hoằng Hóa Xã đều nhận được đầy đủ. Ông tánh thích lôi thôi, chuyện chẳng khẩn yếu đã qua rồi, cần gì lại phải nói nữa. Ngay như trước đây, ông muốn gửi bánh trung thu, vì bưu cục chẳng gửi trong bao, bèn nói tới nói lui. Nói những lời lẽ vớ vẩn ấy để làm gì? Tôi đã bảo ông đừng nên gửi đồ ăn nữa, ông vẫn cứ làm như thế. Những thứ được gửi tới trong mùa xuân đều bị nát bét. Đầu thu lại gửi nữa, há chẳng phải là tự khuấy mình nhiều người. Ông mới học Phật, chỉ nên sốt sắng niệm Phật, hiểu được thì cũng theo Ngài đi, mà không hiểu được vẫn theo Ngài đi, ngõ hầu chẳng đến nỗi lỡ làng công phu. Ông muốn có được một cuốn từ điển hoàn thiện nhất, chỉ sợ có được cuốn từ điển ấy, ông bèn hằng ngày chú trọng tra tìm từ ngữ trong từ điển, chẳng rảnh rỗi để niệm Phật. Muốn tra chữ Phạn thì hãy đọc cuốn phiên dịch danh nghĩa tập 6 cuốn, nhưng sơ tâm chẳng biết thể loại của từ ngữ tiếng Phạn, muốn tìm thì cũng chẳng dễ tra. Dẫu tra được vẫn sợ chẳng hiểu rõ văn nghĩa đã được giải thích. Muốn tra số mục danh tướng từ 1 đến 10, trăm, ngàn, vạn, vân vân danh từ, hãy xem Giáo Thừa Pháp Số 6 cuốn, bộ này giản lược nhưng danh mục nhiều, và Đại Minh Tam Tạng Pháp Số 16 cuốn, bộ này giải thích tường tận cặn kẽ, nhưng so với Giáo Thừa Pháp Số thì ít danh mục hơn. Muốn tra đại lược sự tích thông tắc của Phật Pháp trong các đời thì nên đọc Thích Thị Kê Cổ Lục 5 cuốn. Hơn nữa, cuốn Phật Học Đại Từ Điển do Đinh Phước Bảo biên tập danh tướng thật rộng, nhưng phần khảo cứu chẳng được tra xét kỹ càng cho lắm. Nói chung, có 1/30 là sai ngoa, chỉ bậc thông gia mới phân biệt được rõ ràng. Nếu không, chắc sẽ đến nỗi bị hiểu lầm vì sách ấy. Bộ sách này dựa theo sách của người Nhật Bản đã soạn rồi tăng đến, dùng số Tây Dương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 để đánh số thứ tự. Nếu không rành số Tây Dương sẽ bó tay. Bộ này phải tốn 10 mấy đồng, hiện thời chẳng biết có còn hay không. Mấy bộ sách này nếu là bậc thông gia thì không ai chẳng dùng. Nếu có chỗ nào không rõ ràng, hệ cha là rõ. Ông là người không hiểu rõ trọn vẹn, nếu có mấy bộ sách này sẽ thành ra suốt ngày chuyên dùng công trả danh tướng mà thôi. Do vậy vẫn chẳng nên thịnh ngay, hãy đợi đến khi dần dần nhiễm sâu Phật Pháp rồi hãy thịnh thì sẽ có ích. Huống chi hiện thời phương Nam Thủy Tai xưa nay chưa hề có, Nhật Bản lại chiếm Đông Tam tỉnh. Nước ta cực lực tẩy chay hàng Nhật, sợ rằng sẽ gây nên cái họa chiến tranh toàn thế giới, đáng sợ cùng cực. Đang trong thời thế nguy hiểm như chứng trong này, chỉ nên chuyên tâm niệm Phật, niệm Quán Thế Âm để cầu được ngầm che chở. Huống chi ông còn bận việc nhà, rảnh rỗi đâu để nghiên cứu những sách ấy. Mấy năm trước đây, Thiểm Tây bị tai nạn, phương Nam đã nhiều lượt quyên góp chờ tới. Nay Hồ Bắc, Giang Tây, Giang Tô, các xứ bị nước Nhận chìm, thảm chẳng nợ nghe, cũng chẳng nợ nói, quyên mồ đủ cách khác nhau. Ông Tào Tung Kiều, người Tô Châu cũng quy y với quan. Mấy năm gần đây quyên mộ cho Thiểm Tây gần đến 10 vạn, đều giao hết cho Châu Tử Kiều. Lần này chính phủ phái ông ta sang Giang Bắc lo liệu cứu trợ. Tô Châu
cũng quyên góp được 6-7 vạn đồng cùng mấy vạn bộ quần áo cũ các loại và áo lạnh mới may, nhưng vẫn chỉ là chén nước xe củi, chẳng thể cứu trợ tròn khắp. Đê đập trên sông Ngòi bị sụt lở rất nhiều, cứu trợ dân chúng bị nạn còn chưa đủ tiền để lo tròn, huống là tu bộ đê ư? Khoản tiền tu bộ đê so với khoản tiền cứu người sẽ nhiều gấp mấy chục lần. Nếu không tu bộ đê, hệ nước lớn cả vùng sẽ biến thành cái đầm. Nếu tu bổ, đào đâu ra khoản tiền ấy? Trời giáng họa xuống Trung Quốc lần này là lớn nhất. Thứ thiên tai nhân họa này đều do mọi người chẳng nói tới nhân quả báo ứng, đến nỗi trở thành tình thế phế kinh điển, phế luân thường. Tình người như nước, lệ pháp như đê, phá trừ lệ giáo, đến nỗi có người đâm ra chẳng bằng cầm thú. Cho nên mới thành tình thế đê đập điều vỡ, nước lũ chảy tràn lan. Hãy nên gấp rút dạy gia quyến thân bằng niệm Phật để dự phòng. Những chuyện không cần yếu xin hãy để từ từ rồi mới tiến hành. Ngày 20 tháng 8 năm Dân Quốc 20 1931, lá thư số 145, thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tấn, thư thứ 8. Ông nhất quyết muốn thọ giới thì trong ngày 17 tháng này là ngày khánh đản A Di Đà Phật, hãy tự thề thọ giới trước Đức Phật. Trước hết phải lễ bái sám hối, tùy theo công phu của mình, bận biểu hay rảnh rỗi mà định thời hạn nhiều ít. Đến ngày hôm ấy phải khởi tâm ân cần, trân trọng lễ bái sám hối, hướng về Đức Phật xin nhận lãnh ngụ giới. Người tại gia đắp y hay không đều chẳng quan trọng, so với kẻ tím dụng thì chẳng thà không dùng. Chỉ mặc áo dài hoặc mặc tăng bào. Chữ tăng bào ở đây chỉ áo hại thanh, tức là áo chàng bốn vạt rộng tay, không có gì là không được. Nghe nói trong thành có gã họ Hàng Nọ, đại khai đạo, ngũ giáo đại đồng, thần thông quảng đại, biết được túc nhân của người ta, lại còn làm cho người bệnh lập tức khỏi bệnh. Ông hãy nhường cho hết thảy mọi người được hưởng lợi ích ấy, chứ ngàn vạn phần ông chớ nên mong hưởng lợi ích nơi hắn. Nếu ông đến thân cận, ắt sẽ bị ma lực của gã dụ dỗ, đến nỗi đánh mất chánh chi kiến, tăng thêm tà chi kiến, đâm ra vốn liếng có thể liệu thoát trong một đời, bị biến thành luân hồi cả kiếp dài lâu, chẳng có thợ thoát ra được. Hiện thời tai họa ngày một cùng cực, hãy nên dạy hết thảy mọi người cùng niệm Phật và niệm Quán Âm để phòng ngừa họa hại và gặp dự hóa lành vậy. Ngày mùng 4 tháng 11 năm Dân Quốc 20 1931, lá thư số 146, thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tấn, thư thứ 9. Nhận được thư đầy đủ, đã nhận được 5 đồng rồi, đừng lo. Khóa trình ông đã lập tạp loạn, không có thứ tự. Sáng dậy rửa ráy xúc miệng xong, đến trước Phật thắp một nén hương hoặc ba nén, niệm bài hương tán một biến, niệm hương vân cái Bồ Tát ba lần, nhất tâm đảnh lễ thường trụ thập phương tam bảo, niệm ba lần ba lễ hoặc niệm một lần một lễ, nhất tâm đảnh lễ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất tâm đảnh lễ A Di Đà Phật, nhất tâm đảnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ Đại Thế Chí Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ Chuẩn Đề Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát, nhất tâm đảnh lễ Thanh Tịnh Đại Hại Chúng Bồ Tát, mỗi danh hiệu ba lầy hoặc một lầy,
rồi niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát ba lượt, liền tụng kinh Di Đà một biến, vạn sanh chú ba biến. Nếu như tụng thêm chú chuẩn đề, chú ma lệ chi thiên, vân vân thì cũng được, rồi niệm tiếp bài kệ tán Phật. Niệm kệ xong, liền niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi liên niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc vài trăm câu hoặc một ngàn câu. Hãy nên vừa đi nhiễu vừa niệm, hoặc nhiễu niệm một nửa, ngồi niệm một nửa. Phật hiệu sắp niệm xong liền trở về chỗ, niệm xong Phật hiệu liền quỳ niệm Quán Âm, Thế Chí, Chuẩn Đề, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng mỗi danh hiệu ba lượt. Niệm xong liền đọc bài phát nguyện văn, đọc xong bèn niệm Tam Quy Y, xong xuôi lễ Phật lui ra. Hoặc có thể buổi sáng niệm các chú Đại Bi, Chuẩn Đề, Vạn Sanh, Bạch Y, Ma Lợi Chi Thiên, Lục Từ, vân vân, mọi thứ một biến. Niệm xong tụng tâm kinh theo như thứ tự nghi thức trong các khóa tụng. Buổi tối tụng kinh Di Đà, đại sám hối, niệm Phật, vân vân, giống như trên. Sáng tối không niệm bài hương tán cũng không sao. Trong tùng lâm vào mùng một ngày rằm lên công khóa thì trước hết niệm bài hương tán, những hôm khác đều chấn niệm bài hương tán. Cách này do trong giới cư sĩ nhiều người thích phô trương bày vẽ lập ra. Trong tùng lâm khi lên công khóa, mọi người tề tụ lễ Phật ba lạy, liền niệm buổi sáng niệm Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát, niệm chú Lăng Nghiêm. Buổi tối niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, tụng kinh Di Đà. Người tại gia tuy có thể tùy ý tự lập chương trình, nhưng chớ nên bày vẽ thêm thắt mấy thứ hoặc bỏ sót lộn xộn không theo thứ tự. Kinh được truyền dạy trong mộng tuy có lợi ích nhưng không cần phải niệm, vì kinh chú quá nhiều, cần gì phải niệm những thứ đó. Tâm kinh công đức cực lớn, sao không niệm? Phàm tu trì nói chung hãy nên giản lược, nếu niệm quá nhiều thứ đâm ra chẳng bằng chuyên niệm một thứ tốt hơn. Chỉ vì nhân dân hiện thời không ngày nào chẳng ở trong cảnh nước sâu lửa bỏng, hãy nên niệm thêm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát bao nhiêu đó câu, hoặc lập một thời riêng, hoặc trong công khóa ngay sau khi niệm Phật xong bèn niệm tiếp danh hiệu Quán Thế Âm bao nhiêu câu đó, rồi tới danh hiệu các vị Bồ Tát, mỗi vị niệm ba lần hoặc niệm mười lần đều được. Còn như để dạy cho người mới phát tâm thì càng giản lược càng hay. Cần biết rằng đạo lý căn bản của niệm Phật là muốn làm cho con người sanh lòng tin, phát nguyện cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Chớ nên chỉ phát tâm cầu sự giàu vui trong thế gian mà chẳng cầu sanh Tây Phương. Hễ nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì tai nạn trong thế gian cũng tiêu diệt được, chứ không phải là niệm Phật chẳng thể tiêu diệt tai nạn. Quán Thế Âm Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh vạn sanh Tây Phương. Niệm Quán Thế Âm cũng cần phải trước hết là nhằm cầu tiêu trừ tai nạn, nhưng chính yếu là cầu vạn sanh Tây Phương. Hãy nên nói với người hữu duyên, ai nấy phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm sẽ có thể chuyển được tốt nghiệp, chẳng mắc phải những khổ ách vì thiên tai nhân họa. Hơn nữa con người hiện thời đã xa hoa đến mức cực điểm. Đức Tần vốn chất phác, nghe nói gần đây cũng nhiễm theo thói xa hoa hiện thời. Hãy nên gắng khuyên lân gia quyến thường nghĩ đến lúc gặp tai nạn
để chẳng đến nỗi nhiễm phải thói ác ấy. Nếu đã nhiễm, hãy cực lực sửa đổi, trừ bỏ. Kẻ nhỏ tuổi càng phải nên học tánh chất phát. Ông không hiểu việc quá mức trong khóa tụng sáng tối, lúc lễ Phật sao lại đem tên ứng quang đặt trước chánh hiệu Phật để lễ? Sao không biết tôn ti thánh phàm đến mức như thế? Đừng nói ứng quang là một gã phàm phu nghiệp lực vô chi vô thức, dẫu là cổ đức hay Phật thị hiền giáng sanh hoặc Bồ Tát thị hiền giáng sanh vẫn chẳng thể kệ theo bổn địa được. Do họ đã hiện thân làm tăng, chắc chắn phải đứng sau Phật Bồ Tát thì mới đúng lối phù hợp cả bổn lận tích. Nếu tâm ông cảm kích quang thì có thể sau khi tụng công khóa xong, trong tâm thường tưởng đảnh lễ một lạy, thì đối với nhân tình lận thiên lý đều không trái nghịch. Nếu ông sắp xếp theo kiểu ấy, tức là đem danh hiệu ấn quang để lễ trước khi lễ Phật, chú thích của người dịch: chẳng những ông tội lỗi khôn cùng mà còn làm cho ấn quang cũng bị tội theo ông. Đấy không phải là ông tân bốc quang mà là hãm hại quang. Nếu ông có thể chí thành niệm Phật tự lời lời người, dấu chẳng lễ quang cũng đâu có thiếu sót gì. Ngày 14 tháng 7 năm Dân Quốc 21, 1932. Lá thư số 147, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, thư thứ 10. Nhận được thư gửi đến bữa trước, nói ông có một hộp mức ngạnh mễ, tiểu mễ, mọi thứ hai thân, đựng thành một đẩy. Ông đúng là gã si, từ mấy ngàn dặm gửi dựng thứ ấy đến, há chẳng phải là vô sự mà tự phiền rộn người hay sao? Túi gạo cho tới nay vẫn chưa nhận được, vì thế đến bây giờ mới trả lời thư. Nếu tôi không bận chuyện gì quan trọng thì hễ nhận được thư bèn trả lời ngay. Một mình ông gửi thư hỏi han này nọ thì còn được, huống chi nào phải chỉ có một mình ông? Hả nên thốt lời oán trách kêu ca thầy không muốn trả lời thư, vì nghĩ trò không thể dạy được. Sao chẳng thông cảm cho người khác già yếu chẳng thể thu tiếp được? Nếu như lời ông nói ắt sẽ mệt tới chết cũng lo không xuể. Từ đây đừng so đo cái kiểu chẳng biết thời thế như vậy, cũng đừng đem thức ăn từ xa gửi đến. 10 đồng ông gửi tôi đã nhận được rồi, sẽ dùng để in sách. Thầy Minh Đạo mất vào giờ Sửu ngày 19 tháng 10, ngày 21 chuyển linh cữu về Linh Nham, ngày 25 đưa đi hỏa táng. Thầy ấy trọn chặn gắn công tu trì chân thật, nhưng do lo liệu công việc trong hội Phật giáo mấy năm, những kẻ không biết thời thế nhất định muốn xây tháp cho thầy ấy. Họ coi tượng đất như tượng bằng vàng rồng, tôi cũng chỉ mặc kệ cho họ làm, chớ nên bắt chước thói tục hiền xấu ấy. Từ rầy không có chuyện chi quan trọng đừng gửi thư đến. Hiện nay tôi không ra khỏi phòng bế quan, chuyện Hoàng Hóa Xã cũng giao về cho quan đảm nhiệm thì càng thêm phiền toái. Ngày mùng 4 tháng 11 năm Dân Quốc 21, 1932. Tuy xuất gia bên Lâm Tế Chánh Tông, nhưng quan đã lấy pháp môn Tịnh Độ làm tông, chẳng coi Thiền Tông là chánh. Cư sĩ hỏi chuyện này chẳng có quan hệ chi, quan cũng không có môn đồ, chết rồi chọn chẳng để lại vật gì, hình chụp cũng không có. Lễ Phật cho nhiều so ra tốt hơn lễ tôi trăm ngàn vạn lần. Nghe nói gần đây có một bài thuốc thần diệu để cai thuốc phiền, dùng một thước vải tây đỏ vuông vức cắt thành 24 miếng. Lúc hút thuốc trước hết dùng que tiên thuốc phiện cắm trên phía đầu mảnh vải, phía dưới đặt một cái chén hứng, đốt cho vải rớt vào trong chén.
dùng nước sôi hòa cho ấy uống rồi mới hút, chẳng đợi tới khi uống hết cho của 24 miếng vải đã cai nghiện được. Hãy nên bảo người nghiện thuốc làm thử, nếu linh nghiệm sẽ có thể cứu được cái họa thuốc phiền vậy. Lá thư số 148, thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tấn, thư thứ 11. 13 gói bác đức tu chi chắc ông đã nhận được rồi. Nhận được thư, tôi liền viết thư cho người lo việc thuộc hội in kinh Thượng Hải hỏi về giá cả. Họ nói chiếu theo giá ban đầu phải là 450 đồng, bu phí là 20 đồng. Ngày hôm nay liền gửi tiền đi, không bao lâu nữa sẽ có mấy bao gửi đến. Phàm sách gửi đến sẽ có hóa đơn, hãy nên kiểm kỳ số hộp, số quyển. Nếu có sai sót liền gửi thư hỏi trực tiếp tiên sinh Phí Phạm Cũ, chấp sự của ảnh ấn tống tạng kinh hội ở số 714 đường Oai Hải Vệ, Thượng Hải. Phạm Cũ cũng là Phật tử quy y, pháp danh là Huệ Mầu, đừng sai quan chuyện thư. Hình thức của kinh tôi chưa xem qua, mấy bữa nữa sẽ bảo Linh Nham Sơn đem một hộp kinh đến để coi. Kinh ở Linh Nham giá 583 đồng, vốn là do vì sau lên giá. Sẽ coi kỳ cách ghi danh mục để tiền kiểm đọc, chẳng đến nỗi rối loạn. Khoản tiền ấy không cần phải gấp, tới năm sau trả lại sớm hay muộn, hoặc năm sau nữa mới trả cũng được. Nhưng trước khi gửi tiền phải viết thư nói rõ. Đợi khi quan viết thư cho biết sẽ gửi tiếp khoản tiền ấy về chỗ nào, do sớm muộn gì năm sau quan cũng sẽ xuất quan, sẽ rời khỏi Tô Châu. Hiện thời vẫn chưa quyết định sẽ đi về đâu, nhưng nói chung là ở phương Nam, chẳng chớ về phương Bắc vì già cả, sợ lạnh, áo bông, mền bông, vân vân, cầm theo vướng víu, bỏ đi lại không đành. Vì thế chẳng dám trở về phương Bắc. 7:30 ngày 12 tháng 10 năm Dân Quốc 23, 1934. Hôm nay trời âm u, chẳng thấy đường, viết dưới ánh đèn điện. Lá thư số 149, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, thư thứ 12. Chắc là ông đã nhận được chừng đó bưu quyền Đại Tạng Kinh bản đời tống rồi. Nay đem lá thư của hội ấy gửi cho quan và biên nhận gửi kèm theo thư. Gần đây quan một lực càng suy, hết thầy những chuyện sai phải viết lách đều chẳng thể làm được. Trong ngày 13, 14 đã đăng trong hai báo Thượng Hải và Tân Thân. Ngày 15 đã đăng trên Phật Học Bán Nguyệt San. Từ nay không có chuyện hết sức quan trọng đừng nên gửi thư đến. Chuyện viết lời tựa hiện thời không thể xem được, hệ năm sau còn sáng mắt đôi chút sẽ viết, nếu không sẽ để mặt đó. Hiện thời Cụ Hoa Sơn Chí chưa xong, do thầy Đức Sâm lo liệu, lại còn Viễn Công Văn Sao phải giáo duyệt. Năm sau hoàn tất hai cuốn sách ấy sẽ rời đất Tô đi nơi khác, sẽ cho ông biết chỗ ở, chứ hiện thời vẫn chưa quyết định. Nhận được bưu kiện này xin báo cho biết, chỉ viết đã nhận được là xong, chẳng cần viết cho nhiều những lời dài dòng vô ích, mong hãy sáng suốt soi xét. Ngoài ra là bốn bức tượng vẽ bằng bút, hơn 20 bức tranh Phật vẽ bằng móng tay được in theo lối thạch bản, cùng với một lá thư trả lời khắp xếp thành một gói gửi bằng thư bảo đảm, mong hãy thâu nhận. Ngày rằm tháng 11 năm Dân Quốc 23, 1934. Lá thư số 150, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn,
thư thứ 13. Ngày 18 nhận được thư ông, nhận được hết thảy các thứ ông đã gửi. Hôm qua nhận được khoản tiền 100 đồng do tiệm Mậu Thành Đức chuyển đến. Đã nhận rồi, đừng lo. Ông nói quá nhiều lời, toàn là những lời không có chuyện gì, cứ bới ra chuyện. Quan không chưa về đất Tần, ông tưởng ông phải đến đây quan mới biết đường về đất Tần. Nếu quan trở về đất Tần, lên xe ở Tô Châu, đến cửa Bắc Trường An xuống xe. Ông đến đây chỉ thêm phiền phức cho quan, mà đi về tốn mấy chục đồng, dùng vào chỗ vô ích, há chẳng đáng tiếc ư? Cần biết rằng thời cuộc hiện thời xét tới cùng chẳng biết ra sao, hãy nên ở yên trong nhà, lỡ có chuyện sóng gió còn có người làm chủ. Nếu đi xa chưa về được thì đôi bên đều phải bận lòng vô ích, sao lại khổ sở làm chuyện tổn hại vô ích ấy? Còn chuyện ông đề nghị quan sống trong nhà ông chẳng gặp một ai, nếu xét đến cùng có khác gì quan không chưa về đất Tần đâu, làm sao quan ở trong nhà ông được? Phổ Đà, Ngũ Đài, Nga Mi Chí gửi cho ông mọi thứ một bộ, xếp thành một gói. Tòa Hoa Chí Quả vốn là sách nói về nhân quả, cũng gửi cho ông một gói. Sau 2-3 tuần nữa sẽ có tờ truyền đơn khuyên nên tiết chữ và sách khuyến niệm Phật gửi sang tiệm Mậu Thịnh Đức. Ông sẽ được họ báo cáo đã giao tiền. Ngày 20 tháng 2 năm Dân Quốc 24, 1935. Lá thư số 151, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, thư thứ 14. Hôm nay ông Vương Ấu Nông vì lo liệu cuộc cứu trợ cho dân chúng bị nạn vì thổ phỉ thiên tai ở Thiểm Tây đã gửi cho quan 10 cuốn sổ vàng lạc quyên. Quan một mực chẳng quyên mộ, huống chi đường lúc khốn khổ gian nan này, bèn gửi khoản tiền in sách 1.000 đồng để quyên tặng và gửi trả lại sổ vàng. Khoản tiền ông thịnh kinh đã trả được 100, khoản tiền còn lại nếu có thể trả được lúc này thì xin hãy gửi cho Hội Cứu Trợ tỉnh Thiểm Tây tại số 10 đường Ngũ Vị thuộc tỉnh Thành, giao cho cư sĩ Vương Ấu Nông để cứu trợ cho vùng Thiểm Nam. Nếu chẳng tiện trả một lúc, sớm muộn gì trả phần còn lại cũng được, nhưng vẫn giao cho Vương Ấu Nông. Nếu hội đã giải tán thì giao đến tận nhà ông ta ở số 10 ngõ Trần Gia thuộc khu Tây Bắc trong thành, để tùy ý ông ta dùng làm khoản cứu trợ nào cũng được. Ngày 29 tháng 2 năm Dân Quốc 24, 1935. Lá thư số 152, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, thư thứ 15. Hôm trước nhận được thư ông, biết ông đã công được khoản tiền nợ quan là 400 đồng. Ông cùng quyên thêm 100 đồng để cứu trợ dân bị thiên tai, an ủi, vui mừng hết sức. Ngày 17, một đệ tử giao cho quan 100 đồng để cứu trợ. Quan lại gộp món tiền ấy với những khoản tiền do người khác cho quan được 500 đồng đem gửi cho Ấu Nông để tròn hết tấm lòng tôi. Nói đến chuyện niệm Phật niệm Quán Âm đều có thể tiêu tai thoát nạn, thì lúc bình thường hãy nên niệm Phật cho nhiều, niệm Quán Âm ít hơn. Gặp khi hoạn nạn hãy nên chuyên niệm Quán Thế Âm, do Quán Âm bị tâm tha thiết, có túc duyên sâu đậm với chúng sanh phương này. Chớ nên cho thấy nói như vậy, bèn nói Phật chẳng từ bi bằng Quán Âm. Cần biết rằng Quán Âm là đấng thay Phật rủ lòng từ cứu khổ. Ngay như khi Phật Thích Ca tại thế cũng thường dạy chúng sanh khổ nạn niệm Quán Âm, huống gì bọn phàm phu chúng ta. Khi xuất quan, sau khi đã quyết định tới ở chỗ nào sẽ gửi thư cho ông biết,
trong lúc chưa quyết định đi hay ở này, nói ra sẽ biến thành nhiễu loạn. Gần đây có người hoàn toàn phế bỏ quy cách cũ, hoàn toàn chẳng biết kính tiết chữ và sách. Nay tôi cho in 8 vạn tờ truyền đơn, sẽ gửi cho ông một gói, mong hãy phân phát. Lại hãy nên ra rạ khuyên răng, để mong ai nấy đều vun bồi nền phước. Ngày 20 tháng 3 năm Dân Quốc 24, 1935. Lá thư số 153, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, thư thứ 16. Nghĩ tới người đời trước giữ khí tiết khắc khổ, hãy nên cực lực phổ biến sự giáo hóa của Phật, khiến cho hết thảy mọi người đều hướng lợi ích liễu sanh thoát tử. Ngõ hầu tên cha mẹ ta được ghi trên sen báu Tây Phương, so với những vinh hạnh trộm tuất được ghi danh trên bài minh nơi văn bia trong cõi này, sẽ khác biệt vời vợi như trời với đất. Kẻ có hiếu với cha mẹ hãy nên chăm chú nơi chuyện lớn lao, còn chuyện nhỏ nhặt có làm hay không cũng được, chẳng cần phải dốc chí nơi những chuyện ấy. Tháng 10 năm Dân Quốc 24, 1935. Lá thư số 154, thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tấn, thư thứ 17. Hả nên nói lắm lời sao rộng như vậy? Cái tập khí hư huyễn hời hợt ấy người học đạo chớ nên có, huống là trước mặt thầy càng chẳng nên nói ư? Người Nhật mang tâm cọp sói muốn thôn tính nước ta. Nước ta lắm kẻ lén ăn hối lộ của Nhật làm chó săn cho bọn chúng, đến nỗi bọn chúng càng lộ vẻ hung hăng dữ tợn hơn. Nếu không có ai chịu để cho chúng sai khiến, chúng chọn chẳng đến nỗi ngang ngược như thế. Ở Tô Châu hàng ngày dăm 3 lần có phi cơ Nhật bay qua, lúc đầu ném bom mấy chỗ, gần đây chỉ bay qua mà thôi. Người Tô Châu 10 phần lãnh đi hết 7, nhưng tị nạn ra ngoài ô càng khổ lắm. Những người không tị nạn còn an vui một chút, quan già rồi một bước cũng không thể di động được. Chưa đáng chết thì nói chung sẽ chẳng chết, hễ phải chết thà trúng bom mà chết, chứ chẳng chuyển dời đi đâu để phải chịu khổ oan uổng như thế. Sữa độc tức là sữa của người mẹ nóng giận, giết trẻ nhiều hơn do phá thai hay chấn nước con gái. Đây là một hủ tục ở thôn quê Trung Hoa thở xưa. Trong năm đói kém, nếu sanh ra con gái, đứa bé ấy sẽ bị bỏ mặc cho chết đói hay chấn nước cho chết, chỉ giữ con trai lại với mục đích nối dòng. Cách này cũng áp dụng nếu người mẹ sanh quá nhiều con gái nhưng chưa sanh được con trai. Tiếc rằng những danh y từ xưa chưa từng nói đến chuyện này. Kẻ không biết nguyên nhân luôn đổ lỗi cho số mạng, chẳng biết đấy nào phải do số mạng. Phàm nữ nhân tánh tình nóng nảy, con cái họ phần nhiều bị chết, tức là nội nóng lên cho con bú, con sẽ bị chết vì sữa hóa độc. Dù không chết cũng lắm bệnh, tức là nội nóng nhỏ nhỏ sẽ thành bệnh. Nữ giới từ nhỏ phải tập tánh nhu hòa thì suốt đời hướng nhiều phước. Nếu không chẳng những chính mình lắm bệnh mà con cái cũng dễ bị chết hay lắm bệnh. Gia đạo bất hòa đến nỗi suy vong, tai họa thường thấy hàng ngày. Đây quả thật là nền tảng để lập gia, lập quốc vậy. Hơn nữa, hiện nay chiến sự khốc liệt cùng cực từ trước đến nay chưa hề có. Về sau này, những vũ khí hung bạo càng tinh diệu hơn, nhân dân càng khó sống còn. Bất luận già trẻ, trai gái đều nên niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu chẳng đến nỗi đời đời kiếp kiếp mắc phải sự ngược đãi hà khắc này.
Hiện thời quốc nạn hết sức nguy kịch, phàm hết thảy mọi người đều nên nhất tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu chiến sự mau dứt, ai nấy được sống yên. Ngày 28 tháng 6, Quang đăng bản thông cáo rộng rãi, khuyên khắp đồng bào toàn cầu cùng niệm thánh hiệu Quán Âm, gửi cho báo Thượng Hải Tân Văn và tòa báo Tân Thân, bảo mỗi tờ đăng 10 ngày. Mùng 8 tháng 7 bắt đầu, báo tuy đã in ra nhưng khó thể phát trọn khắp, lại bảo tập cần sở tại tàu Hà Kính in 50 vạn tờ truyền đơn rộng 7 tấc gửi đến những cơ quan Phật giáo các tỉnh. Do chiến sự phải ngừng in bài văn ấy, không chỉ vì chiến sự, sau khi yên ổn trở lại chẳng ngại gì in tiếp. Tôi cho in bài ấy kèm vào sau cuốn Đạt Sanh Biên. Sau khi yên ổn sẽ tùy thời cơ mà lo liệu, chiến sự chưa ngớt, chuyện gì cũng chẳng thể tiến hành. Gửi cho ông một phần quảng cáo khuyên niệm Quán Âm đã đăng trên báo, xin hãy lần lượt bảo khắp đại chúng thì lợi ích lớn lao lắm. Ngày mùng 3 tháng 8 năm Dân Quốc 26, 1937, lá thư số 155, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, thư thứ 18. Thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát chính là thường niệm thường cung kính. Chữ thường thông sang chữ cung kính, hả nên nói chơi chọi là niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát ư? Cần biết rằng hai chữ Nam Mô nghĩa là quy y, đảnh lễ, cung kính, hãy cứu độ con, vân vân. Hiện thời tập cần sở tại Thượng Hải đã in 20-30 vạn tờ truyền đơn phát đi các nơi, nhưng Nam Kinh, Nam Thông, Hán Khẩu, Vô Tích mọi nơi đều có người in. Ông chỉ cần in ra phát tặng tại đất Tần. Nhất tâm niệm Phật không chuyện gì chẳng thực hiện được. Quán Âm từ bi tầm thanh cứu khổ, đang trong lúc khổ sở cùng cực này dạy người ta niệm Quán Âm, so ra họ rất dễ sanh lòng tin hơn dạy họ niệm Phật. Vì có người phần nhiều không biết đến oai thần của Phật. Đối với chuyện Đức Phật cứu khổ cứu nạn trong kinh rất ít khi nêu rõ, nhưng chuyện Đức Quán Âm cứu khổ cứu nạn thường được kinh Đại Thừa nhắc tới. Như phẩm Phổ Môn kinh Pháp Hoa chương thứ 25, pháp nhị căn viên thông của Quán Âm trong kinh Lăng Nghiêm, chương thiện tài tham học Quán Âm trong kinh Hoa Nghiêm lần tham học thứ 28, kinh Đại Bi chuyên nói về chú Đại Bi và những chuyện Quán Âm cứu khổ, kinh Bi Hoa nói đến những chuyện khi Quán Âm Bồ Tát tu nhân phát nguyện cứu khổ, những kinh khác nói đến rất nhiều. Do nhân duyên này, cõi đời không ai chẳng biết Quán Âm là bậc cứu khổ cứu nạn. Đang trong đại kiếp này, bảo những người thượng đẳng, tức là trí thức thượng đẳng, niệm Phật thì dễ, còn với kẻ hạ đẳng, tức là trí thức hạ đẳng, do trong kinh chưa từng nói đến, chắc họ chẳng sanh lòng tin. Vì thế bảo họ niệm Quán Âm, sao ông lại đem so sánh qua vị thần thông vân vân giữa Phật và Bồ Tát? Cần biết rằng Quán Âm có nhân duyên lớn với thế giới chúng ta. Từ trong vô lượng kiếp trước, Ngài thành Phật đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh, nhưng do tâm từ bị sâu nặng, chẳng lìa cõi tịch quan, tức là cõi Phật ở, hiện hình trong chính cõi để thực hiện cứu vớt. Huống chi Ngài còn thị hiện làm Pháp Vương Tử của A-di-đà Phật. Như dân chúng muốn cầu ân trạch của Hoàng đế, liền hướng về Thái tử mà cầu. Niệm Quán Âm phát nguyện cầu sanh Tây Phương cũng được mãn nguyện, do Di-đà và Quán Âm cùng thực hiện một chuyện độ sanh, chứ không phải là hai nghĩa. Đức Hằng được bổ làm giáo viên
Trường Sư Phạm Vì Dương muốn quan khai thị, hãy bảo anh ta thường đọc Liễu Phàm Tử Huấn An Sĩ Toàn Thư. Cần biết rằng cội rễ của sự đài loạn trong nước ta là do Trình Châu bài bác nhân quả luân hồi, cho rằng con người chết đi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán. Dẫu có những nỗi khổ, chém, chặt, xây, giả trong địa ngục, lấy đâu để thi hành? Lại do thần thức đã phiêu tán rồi, còn ai để thọ sanh? Tức là không có địa ngục luân hồi, làm lành hay làm ác đều không có báo ứng. Như vậy là ngăn trở kẻ khác làm lành, mặc kệ cho kẻ khác tạo ác. Từ đấy về sau, lý học đều chẳng dám nói đến nhân quả luân hồi, nên thiện không có gì để khuyên, ác không gì để trừng phạt. Hùa nhau đề xướng rộng rãi, thực hành chuyện biến con người thành loài thú. Cần biết rằng cuộc đại loạn này là vì Trình Châu bài xích nhân quả luân hồi mà khơi ra đầu mối. Do quốc gia chẳng đề xướng truyền giáo dục, đến nỗi cha mẹ trong gia đình chỉ dạy con cái mở mang tri thức, chẳng bảo ban con cái về nhân quả báo ứng, đạo đức nhân nghĩa. Thầy giáo trong nhà trường chỉ biết dạy học soạn văn chương, chứ đối với chuyện tận tụy theo đuổi sự nghiệp học thánh học hiền, một câu cũng không nhắc tới. Bởi lẽ những hạng thầy giáo ấy từ bé tới già cũng chẳng biết học hành là để học thánh học hiền, chỉ biết soạn văn chương để cầu công danh. Đến khi đã đạt được công danh, bèn cày thế khinh người, gây tàn hại cho địa phương, mười phần hết tám chín. Những người tạo lợi ích cho địa phương chỉ được một hai phần mà thôi. Cổ nhân nói, thầy là khuôn mẫu cho người khác. Khuôn chẳng thành khuôn, mẫu không ra mẫu, sẽ gây hại chẳng nhỏ. Cần biết rằng con người cùng với trời đất cùng xưng là tam tài, tài là tài năng. Trời chẳng biết cao bao nhiêu, to bao nhiêu, đất chẳng biết dày bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Con người chỉ 5-6 thước là một vật nhỏ nhoi, sống được 6-70 tuổi, sao có thể sánh cùng trời đất, chẳng thể suy lượng mà xưng danh. Nên biết rằng trời đất tuy có thể sanh thành vạn vật, nhưng nếu không có con người giúp đỡ, giáo dục sẽ chẳng thành thế đạo. Vì thế con người có thể kế thừa bậc thánh đời trước, mở mang đường học cho người đời sau. Đấy chính là trách nhiệm của kẻ làm cha làm thầy. Nếu biết ta là thầy của người khác, dẫu ta không có đức để cảm hóa người, thì cũng nên nhất cử nhất động của chính mình đều chẳng để sai lễ. Tức là chuyện phi lễ chẳng nhìn, lời phi lễ chẳng nghe, tiếng phi lễ chẳng nói, chuyện phi lễ chẳng làm. Dè dặt kinh sợ như vào vực sâu, như bước trên băng mỏng. Chỉ sợ người khác bắt chước ta làm chuyện không ra gì, thì có thể mong thành thánh, thành hiền, siêu phàm nhập thánh. Hãy nên thường sao lục nhiều bài để công bố cho những người có chí, lo toan cho người khác được cùng đọc. Ở Tô Châu, phi cơ hàng ngày bay đến 3, 4, 5, 6, 7, 8 lượt cũng không nhất định. Có ngày ném bom mấy lần, có bữa không ném. Có người khuyên quan đi sang nơi khác, quan thà bị chúng bom chết, chẳng muốn chết vì bốn ba nhọc nhằn. Xin đừng nói cho lắm những lời suông, từ nay đừng nên gửi thư tới nữa, do mọi người đang cầu được sống trong cái chết, làm sao còn rảnh rỗi để thù tiếp được nữa đây. Ngày 18 tháng 9 năm Dân Quốc 26, 1937. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 14. Kệ tu trì.
giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thèn thay đạo nghiệp chưa thành,